bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU còn 4 trận, phải thắng 3 mới chắc top 4. Đội hình cực mạnh của Man Đỏ khi có chủ mới. Chủ mới của MU chính thức lộ diện. Real Madrid muốn có Mbappe. Man Đỏ còn 4 trận, phải thắng 3, chắc top 4. Hạ thất bại liên tiếp trước Brighton và West Ham đã đẩy Quỷ Đỏ vào một tình cảnh nhiều rủi ro, Quỷ Đỏ sẽ cần làm gì để bảo vệ vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh trước sự tấn công của các đội phía sau? Đã có thời điểm MU manh nha hy vọng đua vô địch ngoại hạng Anh với Arsenal và Man City. Nhưng rất nhanh thôi, thất bại trước Arsenal trong trận cầu 6 điểm tại Emirates ngày 22 tháng 1 đã đóng sập hy vọng của thầy trò Erik Ten Hag. Giờ thì đừng nói đến cuộc đua vô địch mà thậm chí chỗ đứng trong top 4, Ten Hag và các học trò cũng có nguy cơ không giữ nổi. Những kết quả thiếu thuyết phục thời gian gần đây đã đẩy Man Đỏ vào một tình cảnh cực kỳ rủi ro. Vòng 35 ngoại hạng Anh khép lại, MU vẫn đứng trong top 4 với 63 điểm sau 34 trận. Phía trước họ, Newcastle có 65 điểm với cùng 34 trận. Còn ở phía sau, Liverpool đã áp sát với 62 điểm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã mới là 35 trận. Sức ép của MU lúc này là cực kỳ lớn bởi trong 4 trận đấu còn lại, đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag cần phải thắng ít nhất là 3 trận để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Điều đáng lo hơn thế là phong độ của Quỷ Đỏ trong trận nơ rút này cực tệ. 4 vòng đấu đã qua, MU chỉ thắng được Aston Villa trên sân nhà. Hòa Tottenham vô cùng đáng tiếc và thua liền 2 trận trước Brighton cũng như West Ham. 3 trận sân khách liên tiếp, MU không biết mùi chiến thắng với 2 thua và 1 hòa, khiến MU từ chỗ đứng vững chắc giờ chịu sức ép nặng nề. Hành trình còn lại của mùa giải 2022-2023, MU phải chơi 4 trận. Họ còn gặp Wolverhampton, Bournemouth và Chelsea, kết thúc chiến dịch bằng cuộc tiếp đón Fulham ngày 28 tháng 5. Trong số này, Man Đỏ cần thắng ít nhất 3 trận và thật may cho Quỷ Đỏ, thành tích sân nhà của họ khá tốt. Và đây sẽ là điểm tựa không nhỏ cho trận nước rút. Việc được chơi 3 trên 4 trận tại Old Trafford rõ ràng là lợi thế lớn, nhưng điều này không phải sự đảm bảo cho chiến thắng. Nên nhớ tại ngoại hạng Anh mùa này, trong 16 trận đã chơi ở sân nhà, MU thắng 12 trận, hòa 3 và thua 1. Trong khi đó, thành tích sân khách đương nhiên tệ hơn nhiều khi chỉ thắng 7, hòa 3 và thua đến 8. Ký giả Kieran Will trên tờ Daily Mail nhận định, MU hoàn toàn có thể sảy chân và văng top 4 ở vòng đấu cuối cùng nếu như họ không thắng được Chelsea trong trận đá bù 3 ngày trước đó. Trận đấu với Chelsea vì vậy có ý nghĩa then chốt, định đoạt sự thành bại trong cả mùa giải 2022-2023 của MU. Bên cạnh đó cũng đừng quên, họ cần phải làm khách trên sân Bournemouth ngày 20 tháng 5. Đội bóng xem như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và thành thơi bước vào cuộc tiếp đón Quỷ Đỏ. Đây là biến cố khiến huấn luyện viên Ten Hag và đội ngũ ban huấn luyện MU cần phải tính đến. Đội hình cực mạnh của MU khi có chủ mới. Việc tiếp quản Man Đỏ sắp đi đến hồi kết sau quá trình kéo dài 5 tháng đầy cam go, theo The Sun. Nhà thầu ưa thích của Glazer để mua lại câu lạc bộ là Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu của tập đoàn Ineos, được cho là đã chèn một điều khoản cho phép đồng chủ tịch Joe và Abram ở lại với câu lạc bộ. Điều này chính là mấu chốt để nhà Glazer muốn bán cho MU cho Ratcliffe thay vì tỷ phú Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Tập đoàn Rainer có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người đã giám sát việc bán MU dự kiến sẽ công bố giá thắng thầu trong vài ngày tới. Và với vấn đề quyền sở hữu cuối cùng đã được giải quyết, MU có thể bắt tay vào các hoạt động chuyển nhượng. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang lên kế hoạch cho những thay đổi lớn của riêng mình để nâng tầm đội bóng. Và một trong những thay đổi đầu tiên mà ông chuẩn bị thực hiện sẽ là vị trí người gác đền. Chiến lược gia người Hà Lan rất muốn một thủ môn có thể chơi bóng phía sau tốt hơn David De Gea. Sai lầm gần đây của thủ môn người Tây Ban Nha trước West Ham đã khiến cuộc đua vào top 4 ngày càng căng thẳng. Liverpool hiện chỉ còn kém MU đúng một điểm trong cuộc chiến giành suất dự Champions League. David Raya là một trong những ngôi sao được liên kết với vị trí này, nhưng cũng có thể có những gương mặt mới ở hàng thủ. Ratcliffe chắc chắn sẽ nhắm đến các cầu thủ tại câu lạc bộ khác mà ông đang sở hữu là Nice ở Pháp. Điều này có thể khiến cho cựu cầu thủ Barcelona là trung vệ Gianluigi Tolibo gia nhập MU cùng với Kim Min-jae của Napoli. Các báo cáo cho thấy, Man Đỏ sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 52 triệu bảng của cầu thủ người Hàn Quốc trong 15 ngày đầu tiên của tháng 6. Không có sự thay đổi nào ở vị trí hậu vệ cánh. Sự thay đổi tiếp theo có thể đến ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong trường hợp này, Ratcliffe có thể tìm cách chiêu mộ một ngôi sao khác từ Nice là Kevin Thuram, con trai của hệ thoại người Pháp Lilian. Cầu thủ 22 tuổi này được coi là một trong những tiền vệ giỏi nhất Ligue 1 về khả năng luân chuyển bóng. Thuram hiện xếp thứ 7 về số đường chuyền và 1/3 sân đối thủ, đồng thời đứng thứ 12 về số đường chuyền về phía trước. Khả năng luân chuyển này có thể hữu ích cùng một tân binh tiềm năng khác của West Ham là Declan Rice. Đội trưởng của West Ham là mục tiêu của MU từ lâu. Tuy nhiên, vấn đề búa tạ đang hét giá anh lên hơn 100 triệu bảng. Trên hàng công, Ratcliffe cũng sẽ muốn ký hợp đồng với Harry Kane. Huấn luyện viên Ten Hag đang muốn có được một cái sân bàn đẳng cấp khi MU quá phụ thuộc vào Marcus Rashford.
Kane hiện đã có 26 bàn chỉ riêng tại Premier League và từ lâu khẳng định được vị thế là một tay săn bàn hàng đầu thế giới. Với đội hình cực mạnh mà Radcliffe sẵn sàng đổ tiền mang về, MU có thể đủ sức mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với các danh hiệu lớn ở mùa giải tới đây. Chủ mới của MU chính thức lộ diện. Không phải ông chủ Qatar Sheikh Jassim, Sir Jim Radcliffe có thể thay thế nhà Glazer tiếp quản MU trước khi mùa giải mới khởi tranh. Truyền thông nước Anh đưa tin nhà Glazer chọn Radcliffe là bên chiến thắng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát MU. Một thông báo chính thức có thể đến trong vài ngày tới. Đồng sở hữu Zale và Avram không muốn bán hoàn toàn cổ phần tại Old Trafford nên coi Radcliffe là lựa chọn phù hợp hơn Sheikh Jassim. Bốn anh chị em khác của nhà Glazer cũng đang kiếm bộn tiền, do vậy họ chưa muốn từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát đội bóng ở thời điểm hiện tại. Song điều này có thể khiến cho người hâm mộ MU nổi giận khi họ muốn chủ Mỹ rút hoàn toàn khỏi quỹ đỏ. Theo Sky Sports, tập đoàn Ineos Radcliffe trước tiên sẽ mua 50% quyền kiểm soát màn đỏ với gói thầu đạt mức gần 6 tỷ bảng như mong muốn của nhà Glazer. Radcliffe cũng cài điều khoản mua lại toàn bộ đội bóng trong 3 năm tới đây. Khi ấy gia đình nhà Glazer sẽ không còn hiện diện tại Old Trafford. Ngược lại, Sheikh Jassim hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ từ nhóm cựu huyền thoại MU trong kế hoạch kiểm soát đội. ESPN tiết lộ hoàng thân Qatar muốn bổ nhiệm một số cựu cầu thủ vào ban lãnh đạo của MU theo cách tương tự như Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và AC Milan đang làm. Một số cầu thủ của đội hình giành quân 3 năm 99 là vô địch Champions League 2008 đã được đại diện của Sheikh Jassim tiếp cận để thảo luận vấn đề này. Alex Ferguson, nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, từng bày tỏ mong muốn MU sao chép mô hình của Bayern Munich trong việc bổ nhiệm nhóm cựu cầu thủ vào các vai trò quan trọng, nhưng gia đình nhà Glazer không đáp ứng đề nghị này. Tuy nhiên, phía Qatar dường như không thuyết phục được nhà Glazer khi muốn mua lại 100% cổ phần của MU. Mặc dù nhà Glazer có thể đã quyết định chủ mới, việc hoàn tất thỏa thuận vẫn có thể mất vài tháng. Điều này nhiều khả năng cản trở kỳ chuyển nhượng mùa hè của đội bóng này. Câu lạc bộ Real Madrid muốn có Mbappe. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid bất ngờ quay lại với thương vụ chiêu mộ Kylian Mbappe. Theo tờ Marca, Real Madrid bắt đầu khởi động lại thương vụ chiêu mộ Kylian Mbappe từ PSG vào mùa hè này sau khi đã đạt được thỏa thuận với Jude Bellingham. Telegraph tiết lộ Los Blancos đang lên kế hoạch đưa ra lời đề nghị mới cho Mbappe trong bối cảnh PSG đang rơi vào khủng hoảng cả trong và ngoài sân cỏ. Real từng đưa ra lời đề nghị trị giá 170 triệu bảng Anh cho tuyển thủ người Pháp vào mùa hè năm ngoái trước khi cầu thủ này quyết định ở lại công viên các hàng tử. Leo Messi sẽ ra đi theo dạng tự do hè này do đáo hạn hợp đồng, trong khi đó thì tương lai của Neymar cũng là ẩn số lớn khi nhiều ẩn ý muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Như vậy, tâm tộc khét tiếng là NLM sẽ tan rã và điều này có thể mở đường giúp Real chiêu mộ tiền đạo người Pháp. Truyền thông nước Pháp cũng cho biết giao kèo giữa Mbappe và PSG có điều khoản cho phép Anh đơn phương chấm dứt hợp đồng vào hè năm 2024. Điều duy nhất mà cầu thủ người Pháp cần làm là thông báo cho ban lãnh đạo đội trước vài tháng. Giới chuyên môn nhận định, PSG sẽ thực hiện cuộc cải tổ mạnh tay, bắt đầu từ việc chiêu mộ những cầu thủ bản địa trẻ trung thay vì đón những ngôi sao đắt giá như trước đây. Khemfren Thuram, Marcus Thuram, Manu Kone, Randal Kolo Muani hay Moussa Diaby là những gương mặt được PSG nhắm đến.